go. Chào mọi người nhá, hôm nay em có bán thanh lý một em Maneloi này. Con này là con của con Zoki nhập Mỹ nhá. Mọi người nhá, mọi người nhìn quả tai nó đẹp không? Đầu thủ này, chân tay mảng màu này. Thế tại sao con này bọn em thanh lý? Đố mọi người nhìn ra. Đây nhá, đố mọi người nhìn ra cái lỗi của nó này. Hơn như là chả thấy cái lỗi nào luôn này. Nhưng con này nó bị khuyết một cái móng mọi người nhá. Tức là con chó nó có 10 móng gì. Con này nó bị mất một ít, một cái móng phụ ở dưới kia. Chắc ngày xưa là bị kẹp lồng hoặc là bị chả biết bị sao. Hôm nọ bọn em bán rồi, thế là anh khách đấy anh mua một tuần rồi thì anh mới phát hiện ra nó bị thiếu một cái móng nhá. Tức là con này nó có 9 móng mọi người nhá. Đấy. Thì cái con này bên em đang bán giá 4 triệu bằng một nửa giá của cái đàn lúc đầu bọn em bán nhá. Đàn này bọn em bán 8 triệu cơ. Đấy, đấy ai mọi người nhìn cái khung gọng này. Con này ai mà thích đỏ đen thì đúng là tuyệt vời luôn, gầm mảng màu rõ ràng này. Mặt đen chân tay đen này. Nếu mà bác nào đang nuôi 2-3 con cái ấy, thì có thể mua những cái con này về. Thứ nhất là vừa làm đực được. Thứ hai là mình nuôi cho cái, mình mua những cái con đực như thế này về thì nó sẽ như nào nhỉ? Nó kích thích sinh sản nhanh hơn mọi người nhé. Mà mọi người có thể cho phối giống tốt những cái con này. Nó là một con chó rất là đẹp đấy, nhưng mà nó bị thiếu một cái móng chân. Chứ còn bình thường mấy cái giá đấy thì mọi người mua một con chó lành lặn, nhưng mà nó chỉ là những cái con chó rất là xấu thôi, mảng màu nó không được đẹp, hoặc là cũng như là khung gọng nó không được chất lượng đâu mọi người nhá. Đấy, đây mọi người có thể nhìn thấy mặt nó này và cái mảng màu con chó khung gọng con khung bệ của nó này rất là đẹp. Đấy. Đấy, chết rồi. Thì mọi người ai có nhu cầu thì liên hệ bên em nhá. Đây. Em ơi. Tài phê à? Tài rồi, xin chào mọi người.